có vẻ là ôi cứu 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 em. Bạch Long Vĩ là một hòn đảo nằm xa đất liền nhất vịnh Bắc Bộ. Mặc dù thuộc địa phận quản lý của thành phố Hải Phòng, nhưng đa số bà con đất cảng đều chưa từng đặt chân tới đây. Quả là đáng tiếc, bởi đối với ngư dân trên cả nước thì đảo Bạch Long Vĩ nằm trong ngư trường ngon và đặc sắc nhất. Nào, hãy cùng theo chân nếm khám phá hòn đảo xa xôi này nhé! Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo của Nếm TV. Như các bạn đang thấy thì mình đang có mặt trên một chuyến tàu rất là lớn như thế này. Và các bạn có biết không, đây là một cái biểu tượng. Mình đang có mặt trên tàu Bạch Long của thành đoàn Hải Phòng. Và con tàu này là cái con tàu lớn nhất và hiện đại nhất để đi ra với cả đảo Bạch Long Vĩ. Chắc chắn một điều rằng là hầu hết những người Hải Phòng, mặc dù đã nghe thấy tên đảo Bạch Long Vĩ rồi, nhưng mà chưa hề là có một dịp đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp này. Chính bởi vậy mà ngày hôm nay Nếm sẽ có mặt tại Bạch Long Vĩ để cùng nhau là khám phá hòn đảo xinh đẹp này. Và mong là trong tương lai hòn đảo này sẽ phát triển du lịch nhiều hơn nữa, và bà con ở trong nước sẽ biết được một hòn đảo tiền tiêu không chỉ có một vị trí quan trọng mà nó còn có vẻ đẹp thiên nhiên trời ban, đúng như với cái tên của nó là Bạch Long Vĩ nhá. Con tàu Bạch Long này có 2 tầng tất cả, tuy nhiên thì hành khách đa phần là ngồi ở phía bên dưới. Chuyến tàu Bạch Long này là do của nhà nước vận hành, vì vậy là chuyến tàu của nó không cố định, tuy nhiên cái độ an toàn của nó rất cao. Nếu như bạn nào mà có nhu cầu ra Bạch Long Vĩ thì có thể là liên hệ với thành đoàn Hải Phòng qua số hotline ở trên. Và cái điều thú vị mà chúng ta có thể là trải nghiệm đầu tiên đó chính là chúng ta có thể là đi dọc cái khu cảng Hải Phòng như thế này để ra với cả cửa sông. Chuyến tàu Bạch Long này xuất phát từ bến Bính, và trước mặt của chúng ta đây đó chính là con tàu ra Cát Bà, nó cũng xuất phát từ Bính luôn. Chính bởi vậy nếu như mà các bạn muốn một cái trải nghiệm khác đến với Cát Bà theo con đường thủy thì chúng ta có thể là đi con tàu cao tốc này. Khả năng vận hành của nó rất là cao, các bạn có thấy không, tốc độ nó chạy kinh khủng luôn, nó phải rơi tầm 5-6-70 cây số trên giờ. Tính ra thì ở cái phần ở tầng bên dưới này nó sẽ bớt chồng chành hơn ở tầng bên trên rất là nhiều, và chúng ta cũng có cái không gian rộng rãi này. Nhưng mà ở đây nhìn xuống thì chúng ta sẽ dễ bị say sóng hơn. Có vẻ như ngày hôm nay thì thời tiết cũng khá là ổn định. Theo như một số anh ở trên tàu có chia sẻ thì gió ngày hôm nay nó rơi vào tầm khoảng cấp 4, và con tàu này sẽ chịu được cái thời tiết gió là cấp 4, cấp 5. Còn cấp 6, cấp 7 thì hơi khó. Chính vì vậy là mình cùng mọi người nếu như ngày hôm nay ra mà gặp phải thời tiết xấu thì rất dễ là bị việc ở lại cả chục ngày. Đấy là một cái điều rất là thường gặp đối với những ai mà từng đi Bạch Long Vĩ. Trước mặt của chúng ta kia đó chính là quần đảo Cát Bà, một trong những quần đảo xinh đẹp của Việt Nam. Và các bạn hãy search với cái từ khóa là Nếm Cát Bà Nếm thì sẽ ra rất nhiều những video mình tìm review về ngõ ngách ở trên Cát Bà này. Và trong dịp tới thì mình sẽ cố gắng quay trở lại đây để review nhiều hơn nữa. Đây, bên cạnh đây đó chính là ga cáp treo, tuyến ga cáp treo đầu tiên tại Cát Bà này. Và nếu mà như tổng tuyến của nó không khi khai trương thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 21 km, nhưng mà thời gian đã đầu thì chúng ta chỉ có thể là trải nghiệm 4 cây số từ phía bên chỗ Cát Hải này sang bên chỗ ga Phú Long kia. Và rất là hay khi mà con tàu này đang đi qua khu vực ga cáp treo cũng như là cây cầu Tân Vũ Lạch Huyện, cả đường cao tốc Hà Nội Hạ Long nữa, rất là hay. Các bạn có thấy hai cái tàu trước mặt kia không? Hai cái tàu trước mặt kia đó chính là hai cái tàu ngủ vịnh. Và đây là một cái dịch vụ rất khá là mới mẻ ở Hải Phòng, nhưng mà nó đã quen thuộc với cả những du khách nước ngoài, bởi vì là họ rất thích ngủ vịnh ở Cát Bà như thế này. Một lưu ý cho các bạn nếu như chúng ta đi du lịch tự túc đó là ở trên tàu không có phục vụ đồ ăn. Những cái suất ăn như này là dành cho khách mời và đoàn. Đây, không xa đâu.
thì nên đem theo đồ ăn. Chứ không thì 7-8 tiếng trên tàu thì có khả năng là sẽ chết đói. Chắc chắn là chúng ta sẽ nhận ra một gương mặt rất là quen thuộc đối với những khán giả YouTube Việt Nam, đó là một anh chàng gan dạ nhất thế nào. Tuy nhiên ngày hôm nay thì có lẽ là một trong những điểm yếu của anh là say sóng. À không, tôi buồn ngủ tí thôi. Giờ đến giờ mọi người đông ngủ thì tôi sẽ ra ăn quá này. Thôi dậy đi anh. Uống đi để ăn thường. Ăn rồi ạ. Vâng. A few minutes later. Mà có lẽ đây là lần đầu anh ấy đi tàu xa như thế này. Anh còn 6 tiếng nữa để trải qua cơn say sóng này. Điều là cái sự mệt mỏi say sóng ấy là đặc biệt là mình không muốn ăn đấy. Sau khoảng thời gian là 6 tiếng thì bây giờ chúng ta đã tới được với cả đảo Bạch Long Vĩ rồi. Đây. Và ở trên này thì mình thấy nhìn qua một chút thì người dân cũng sinh sống khá là đông. Ở đây chúng ta thấy có hai cái vòng tròn như này, hai cái bờ kè này chính là đảo, chính là cảng. Và vô hình chung thì cái chỗ hai cái cảng hai bên này nó đã tạo ra một cái vịnh nhỏ giúp cho tàu bè có thể neo đậu ở đây một cách an toàn vào những cái ngày mà có bão. Đây, trên này có cả ô tô kia, xe bus luôn kìa. Chắc là cái xe đấy để chở mọi người từ trong bến cảng này về với cả cái ngôi nhà trên kia. Đây, chào anh nhá. Đó, thấy mọi người rất là thân thiện. Ở đây không chỉ là có mỗi tàu cá Hải Phòng đâu mà chúng ta còn thấy được là tàu cá Quảng Ngãi, mình thấy có mã hiệu là QNG là Quảng Ngãi này. À, kia tàu xa xa kia là tàu Hải Phòng, tàu Quảng Ninh cũng có luôn. Và ngày mai thì mình sẽ cùng mọi người vào đây khám phá đời sống bà con ngư dân đấy nhé. Hiện nay ở trên đảo Bạch Long Vĩ có 3 chỗ nghỉ chính thống, đó chính là chỗ nghỉ của huyện ủy và nhà nghỉ nhà khách đa năng. Thêm một nữa đó là nhà khách thanh niên xung phong. Thì bây giờ mình đang đi bộ ra chỗ nhà khách thanh niên xung phong. Chuyến đi này thì mình và mọi người được sự giúp đỡ của thành đoàn Hải Phòng cũng như trung ương đoàn. Nhìn qua rất là hay cái con đường mà mình đang đi đây. Nó là cái con đường được trồng cái cây trúc đào, một trong những cái cây mà chúng ta thường thấy ở trên những cái tuyến đường cao tốc hoặc là đường quốc lộ. Đẹp quá, mọi người thấy không? Không khí ở trên này rất là yên bình, giống như ba hòn đảo khác mà mình đã từng đi. Tuy nhiên bởi vì là xây dựng ở giữa một cái vùng đảo như này, giữa biển khơi nên nhà mình thấy đa phần là những cái nhà tạm ngày xưa. Mới đây thì mới có những cái căn nhà cao tầng, hai tầng một chút. Dọc cái con đường này chúng ta đang thấy rất nhiều những cái quán ăn này, quán tạp hóa này. Và những anh em ngư dân, những bà con ngư dân khi mà dừng chân tại đảo Bạch Long Vĩ thì đều là tới đây để mua về, sau đó đem lên thuyền để chế biến, mua gia vị. Có lẽ là tối nay mình sẽ rủ mọi người ra đây làm một vài cốc bia hơi để chúng ta bớt đi cái cơn say sóng. Thực sự say sóng nó là một điều rất là khủng khiếp. Trên đây mình thấy có một số hộ dân có cả ô tô, nhưng mà đa phần là ô tô tải tầm khoảng 5 tạ đến 1 tấn. Có vẻ là... Ôi. Đúng là dùng cây nhát khỉ này. Chúng tôi đi bên đường mà thấy ngay hai chú khỉ luôn. Đỏ. Nó đang đấy. Những cái quả ở trên cây. Lạ thật đấy. Nhưng mà người dân ở đây có vẻ là sống chung. Thì trên đảo này là một trong những cái đang được biến thành một cái công viên khổng lồ. Ôi, trên này còn một chú khỉ nữa này. Bách thú. Mọi người thấy không? Tôi thấy còn nhiều khỉ lắm bây giờ mới đi. Đây nữa này.
Chúng nó đang ăn những cái quả đa chín. Hello. Các bạn có nghe thấy tiếng loa phát thanh vang vẳng quanh đây không? Bởi vì là ngư dân ở trên biển khá là bận rộn với công việc nên mọi người cũng ít thời gian để đọc tin tức. Chính vì vậy những việc mà thông báo tin tức quan trọng bằng loa phát thanh như thế này sẽ giúp cho bà con vẫn nắm bắt được cái thông tin ở ngoài đất liền. Ở trên đảo thì mọi người sẽ sử dụng một cái chiếc xe máy kéo theo một cái xe cải tiến như này, gọi là xe lôi, để chở những cái vật dụng, lưới này, nước này, đầy đủ cả. Đây chính là nhà khách Thanh Niên Xung Phong, nơi mà mình nghỉ lại tối nay. Đây là một trong ba nhà khách chính thống ở trên đảo. Ở trong này thì đầy đủ wifi, điện đóm nên mọi người cũng đừng lo. Việc phát triển du lịch cũng đang dần dần được hình thành ở trên đảo. Như chúng ta đang thấy thì ở đây có một cái khu nuôi những con động vật để cho khách tham quan có thể là trải nghiệm, như là đà điểu này, khỉ, công. Và chỗ này mình phải khẳng định là đây những con động vật này sẽ an toàn 100%. Như chúng ta đã thấy cái hai con khỉ vừa nãy gặp ở trên đường. Nào 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 nào, đứng đứng đứng. Không ăn được, không ăn được. Các chú khỉ trên đảo này không quá là khó khăn đâu, chúng ta có thể là giao lưu được. Đây. Vâng ạ. Đây. Đây, ra gà đi. Dưới đây. Đây ra dưới. Khỉ nó ăn hoa quả. Đây có gà ngoan ạ. Không, nó là động vật ăn ăn. Anh tả. Đây. Đây đưa đây cho chú ấy cho. Đây chú mở ra nhá. Nắng chiều đang buông xuống rồi. Và một ngày thì sẽ có hai khoảnh khắc đẹp nhất vào giờ vàng, đó là bình minh và hoàng hôn. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng là ra với cả phía cảng để xem là cái cảnh hoàng hôn ở trên này nó đẹp như thế nào, để giúp cho các chị em này hoặc là những người mà thích mê nhiếp ảnh sẽ biết được thêm những cái điều thú vị ở trên đảo. Mình là một người yêu biển mọi người nhé. Và cái ước mơ đi đảo Bạch Long Vĩ của mình nó cứ lên lên xuống xuống, định thực hiện mấy lần liền nhưng mà không được. Thì lần này đã thành hiện thực rồi. Chắc có lẽ là ngày mai mình sẽ đi thể dục, chạy tập thể dục ở xung quanh đảo này. Vì mình nghe nói là để đi hết trọn vẹn quanh đảo thì chúng ta sẽ rơi mất tầm khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Và tùy với thể lực của từng người khác nhau. Nhưng mà mình thấy với một cái không khí trong lành như thế này, một cái buổi sáng bình minh ở trên biển thì không có lẽ nào mà chúng ta lại bỏ rơi cái khoảnh khắc như vậy. Đó. Xa xa kia thì mình thấy cũng có rất nhiều bà con người dân này, rồi những khách tới thăm đảo cũng đang đi bộ, chạy bộ để rèn luyện sức khỏe. Đây là một cơ hội hiếm có. Yeah, chạy thôi. Điều mà chúng ta rất dễ thấy ở trên những hòn đảo như thế này đó là an ninh rất là tốt. Mọi người dân ở đây không hề xây những cái bờ bao quá cao, bởi vì là gần như là mọi người có ý thức chung bảo vệ tài sản cho nhau. Và bây giờ mình sẽ đi lang thang trong một cái làng xóm như này. Đây là một cái máy phát. Wow.
nghe con cá này, con cá gì anh? Ôi. Anh ơi, đây con cá này, cá gì anh? Cá gì? Mọi người thấy không? Ở đây thì bà con mới câu được một con cá rất là to, con cá khổng lồ luôn. Trông thì nó giá là giống con cá kiếm. Cái chiều dài của nó phải hơn 1 mét, đúng không anh? Nó phải 1m2 ấy nhở? Đây, cái lưỡi câu đây. Và có chú cá này là chú cá tươi nguyên đúng không anh? Mới câu ở trên kia. Hay quá. 1 2 3 4 5 6. Ui, hết sải tay vậy là 7. 7 sải tay. Tiếp, con này phải tới 1m2. Không biết là cái con cá này sau này nó sẽ được bán vào bờ hay là người dân sẽ xẻ thịt luôn. Vâng, cái lưỡi câu luôn anh. Anh có biết tên con cá này không anh? Anh không phải người đây anh. Con này thì bà con bán luôn hay là làm gì anh? Ăn luôn ạ. Em mình câu ngoài cảng anh. Ui. Con cá rất là tươi ngon. Đây ngoài ra thì chúng ta còn thấy một con cá cũng khá là to nữa. Những con cá này thì chúng ta chỉ thường thấy ở những cái khu chợ hải sản thôi. Thế là bà con tối nay đã có một bữa rất là ngon rồi. Ăn vài ngày mới hết. Anh ơi, cái này anh đang chế biến để bán hay là... Phơi. À, nó... À, con này tên là gì anh? Con cá kìm cờ. Con cá kìm đúng không ạ? Kìm cờ. Kìm cờ. Vậy là mình cũng đoán đúng, bởi vì là nó rất khá là giống... Lúc đầu em tưởng con cá kiếm. Cái này mình câu ngoài biển nghe luôn anh. Nó câu vào bán cho mình. À, bán cho mình. Tức là vừa nãy em thấy có một anh chở vào đấy. Con này thì nó có đắt không anh? Xem cá biển nhá, dài 1,5 mét nhá. Nó bao tiền một cân anh? Cân hơi như này. À, cá tươi này thì nó tầm 100.000 cân. 100.000 một cân ạ. Ôi, 100.000 một cân thế thì là cũng khá là rẻ. So với cái cả một cái chất lượng tươi ngon như này thì mình nghĩ đây là một cái giá rất là rẻ. Cái con như này thì mình sẽ chế biến món gì anh? Cá này của anh thì là cá phơi cá một nắng. Một nắng. Sau đó thì mình sẽ sử dụng lâu ngày đúng không ạ? Ừ, cá một nắng thì sẽ được lâu. À, cái... Ăn đi ăn rồi phơi một nắng mà ăn ngon. Ui, quá ngon luôn. Cái con này thì nếu mà vừa nãy anh có cân nữa, nó là bao nhiêu cân nhỉ? 11 cân con này cơ ạ. 11 cân mà dài tận tầm khoảng 1,5 mét đúng không anh? 11 cân dài tầm 1,2 mét. 1,2 mét đúng không? Vừa nãy em đoán 1,2 mét. Ui, kinh khủng luôn. 11 cân. Tính ra là con này 1,1 triệu. Nhưng mà 1,1 triệu thì ăn có thể là ăn cả nửa tháng luôn nếu mà chúng ta ướp và phơi khô. Đấy, đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Nếu mà các bạn tới với cả đảo Bạch Long Vĩ thì có thể ra chỗ cảng cá để xem bà con ngư dân câu cá. Anh nhìn cái này là mấy lần lên cái chương trình YouTube là đi quay đùa chuyện thứ loại. Vâng, đúng rồi, thế mà anh không nhớ tên em luôn. Vâng. Ở trên mình có chùa không anh? Có chùa đúng không ạ? Em cảm ơn anh nhá. Cá kìm cờ. Tuyệt vời luôn mọi người ơi. Cá kìm cờ anh ạ. 11 cân. Dã man. Một thứ âm thanh rất là quen thuộc đối với mình. Một cái tiếng động mà luôn luôn thôi thúc mình đi khám phá, đó chính là tiếng sóng biển. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thấy được rằng biển ở Bạch Long Vĩ cũng trong xanh không kém gì những cái vùng biển đẹp khác tại Việt Nam. Các bạn thấy không? Wow. Mình sẽ đặt tạm cái máy quay xuống đây một chút.
Ô, nhìn từ xa thì mình cứ tưởng đây là những cái viên sỏi đá, nhưng không phải đâu. Đây là xác của san hô. Sau khi mà chết thì nó sẽ bị sóng biển cuốn trôi dạt vào bờ. Có lẽ là sẽ rất nhiều người thích cái miếng san hô này về để làm cái miếng trà da chết, khá là hay ho. Nhưng mà thôi, mình sẽ để lại đây. Ở đâu thì để đấy. Trời ơi. Rồi, ai muốn nói biển Hải Phòng chỉ có nước đục nhở? Đây, đây là một cái góc nhìn khác, một góc nhìn một về biển hoàn toàn khác khi mà chúng ta tới với Hải Phòng. Xa xa kia thì mình còn thấy rất nhiều những bà con ngư dân đang neo đậu để câu, đánh cá. Buổi tối thì mọi người sẽ sử dụng đèn để câu cá, đánh lưới ở trên biển. Và cái mùa này là mùa gió nam, vì vậy là gió biển sẽ ở phía bên này. Tuy nhiên nếu vào mùa đông ấy, gió bắc, thì chúng ta sẽ thấy là những cái cơn sóng biển này nó sẽ di chuyển ra phía bên kia của đầu đảo. Ban nãy khi mới cập cảng thì mình, điều mà mình ấn tượng nhất đó chính là âu cảng này. Nó là một cái vịnh nhân tạo thu nhỏ. Đây, chúng ta có thể thấy là có một vài cái xác tàu, có thể là do sau những trận bão đã được kéo về đây, hoặc là những con tàu đã quá niên hạn sử dụng. Khoảnh khắc hoàng hôn ở trên Bạch Long Vĩ thực sự rất là yên bình. Và mình có quan sát một chút thì thấy là những ngư dân đang neo đậu ở ngoài tàu ngoài kia kìa. Họ có những cái xuồng nhỏ, và bây giờ thì họ đang chạy từ trong phía trong này ra tàu, để lát nữa thôi khi mà mặt trời xuống thì họ sẽ ra khơi. Ở quanh đây thì mình thấy có rất nhiều cửa hàng cơ khí, có vẻ như là ở đây là cái nơi mà sửa chữa hoặc cung cấp thiết bị tàu bè đó. Và bây giờ thì mình sẽ đi qua khu vực này để sang bên kia, đi sang phía Âu bên kia. Ở đó thì sẽ có bãi tắm, do là cái mùa này nước biển sẽ đánh vào phía Âu bên trái này, nên Âu bên phải sẽ lộ cát ra, chúng ta có thể là tắm được. Bác ạ. Ồ, các bạn có thấy một cái hình ảnh rất là đáng yêu không? Thấy một chị đang cùng nhau hát với cả em bé ở trên tàu kia, trên một cái ghe. Một hình ảnh rất là giản dị. Nhìn thì có vẻ gần, nhưng mà để mà đi hết một vòng Âu Cảng này thì chúng ta phải mất một quãng đường khá xa đấy. Và mãi bây giờ thì mình mới tới được cả bãi biển. Nhưng mà tầm này thì mọi người cũng đã chuẩn bị là về rồi. Tuy nhiên đây là một cái điều khá là hay, sẽ có sự yên tĩnh cho mình. Okay. Nước biển ở đây rất trong và xanh, sóng cũng lớn luôn. Mình hơi tiếc một điều là bây giờ mình ra khá là muộn nên nước lạnh, và chúng ta không còn thấy được cái độ trong nữa. Nhưng mà ngày mai thì mình sẽ trở lại đây. Trong đây. Nếu như bạn nào mà không biết bơi thì chúng ta có thể là thuê áo phao ở gần đây, hoặc là chúng ta cũng có thể là dạo bộ, chỉ cần là đơn giản là dạo bộ và để những cơn sóng đánh vào chân như này thì chúng ta có thể là xua tan được cả một cái hành trình dài đằng đẵng từ với Hải Phòng ra đến đây, không còn những cơn say sóng nữa. Mình không biết là để đi hết cái bãi biển này thì sẽ mất bao nhiêu cây số, nhưng mà nó có lẽ là nó cũng sẽ rơi vào tầm khoảng hơn một cây số. Biển sóng to cực kỳ luôn. Phải nói là đây là bãi biển mà trong, sóng to và lớn nhất ở Hải Phòng. Thậm chí là ở Cát Bà, những cái bãi cỏ 1, cỏ 2 cũng không thể được như thế này luôn. Mọi người hãy đối với cả Bạch Long Vĩ nhé. Ngày thứ nhất của Nếm chủ yếu dành cho việc di chuyển trên tàu. Vậy nên, nếu bạn là một người yêu biển cả Việt Nam, hãy đón xem các tập tiếp theo để biết nét đặc sắc nằm tại Bạch Long Vĩ nhé!